Ok, rồi bây giờ mình đến phần tiếp theo, phần quan trọng là lý thuyết về lạnh đông. Mấy em đã học rồi, nếu mà chưa học, lên coi lại môn kỹ thuật thực phẩm trước đây. Bây giờ tôi sẽ nói nhanh, giống như mấy em ôn lại lý thuyết vậy. Rồi, phần ôn đầu tiên là ôn về trao đổi nhiệt của nước có kèm chuyển pha. Ví dụ, nước ở âm 20 độ C là nó ở dạng gì? Đá là dạng ai? Là dạng rắn. Khi mình tăng nhiệt độ lên đến bao nhiêu độ bắt đầu nó nóng chảy? Nếu mình đang làm thí nghiệm ở một atmosphere là ở áp suất khí quyển á, thì mấy độ bắt đầu nó nóng chảy? 0 độ C. Bắt đầu quá trình nóng chảy xảy ra. Quá trình nóng chảy thì rắn chuyển thành gì? Lỏng. Trong quá trình chuyển pha của một dung môi tinh khiết, nước là dung môi của một vật chất tinh khiết, thì nhiệt độ là sao? Không đổi, giữ ở mấy độ C? 0 độ C. Cho đến khi hoàn toàn 100% lỏng mà mình tiếp tục cung cấp nhiệt vô thì lỏng sẽ sao? Tăng lên, tăng đến mấy độ là bắt đầu nó bốc hơi? 100 độ C. Bắt đầu bốc hơi là quá trình chuyển lỏng thành gì? Thành hơi nước. Trong quá trình chuyển pha cho đến khi nào còn lỏng thì nhiệt độ không tăng lên mà giữ bao nhiêu độ? 100 độ C. Trong quá trình chuyển pha của một dung môi tinh khiết, nhiệt độ không đổi. Khi hoàn toàn nó chuyển thành hơi nước, mình tiếp tục cung cấp nhiệt vô thì nhiệt độ của hơi nước sẽ tăng lên tiếp. Nhớ cái này không? Cái điều kiện mà hơi nước ở đây nó gọi là hơi nước gì? Quá nhiệt. Có người còn nhớ, may quá. Hơi nước ở chỗ này là hơi nước gì? Bão hòa. Hơi nước bão hòa vừa đạt trạng thái 100% lỏng chuyển qua hết thành hơi. Còn chỗ này là gì? L là gì? Lỏng. Lỏng bão hòa. Bắt đầu quá trình bốc hơi, lỏng bão hòa. Ok. Nếu mình đi từ điểm A đến điểm B rồi C rồi D, E, F, mình đi như vậy là mình cung cấp năng lượng vô hay mình lấy năng lượng ra? Hả? Cung cấp vô lấy ra. Nếu mình đi như nè là mình phải cung cấp năng lượng vô, đúng không? Đẩy vô năng lượng. Cái quá trình mà từ B đến C gọi là gì? Từ A đến B trước đi. A đến B nè, từ C L nè, từ A đến F nè, những quá trình này gọi tên là gì? Tiếng Anh nó có một từ thôi là heating, có nghĩa là gia nhiệt. Còn nếu mà ngược lại, chút xíu mình nói ngược lại sao? BC gọi là gì? Rắn sang lỏng gọi là nóng chảy. DE gọi là gì? Sôi hoặc là bay hơi, bốc hơi hoặc là sôi. Quá trình sôi hoặc là bốc hơi. Rồi, BC và DE mình phải cung cấp năng lượng vô mà không thay đổi nhiệt độ, cho nên ở đây gọi là nhiệt gì? Latent heat là nhiệt, là ẩn ẩn nhiệt. Có trao đổi nhiệt nhưng mà không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ cho nên gọi là ẩn nhiệt. Còn những cái bước khác, cái này gọi là nhiệt gì? Tiếng Anh là sensible heat, có nghĩa là nhiệt cảm biến. Có trao đổi nhiệt, có thay đổi nhiệt độ mình cảm nhận được gọi là nhiệt cảm biến. Ok. Bây giờ nếu mình đi ngược lại, khi mình đi ngược lại mà cùng ở áp suất này thì nó xảy ra cũng giống y trên đường này thôi, chỉ là nó ngược lại thôi. Tên gọi ở chỗ này khác, tên gọi chỗ này hồi nãy là bốc hơi, bây giờ thành cái gì? Condensation là ngưng tụ. Còn ngược lại đây là gì? Mình đang học nè, là gì? Freezing, lạnh đông. Lạnh đông đó là quá trình crystallization của nước lỏng, là quá trình kết tinh của nước lỏng thành nước đá, nó cũng là quá trình kết tinh. Ok. Hồi nãy mình nói về nóng chảy tiếng Anh là gì? Sẵn mình học tiếng Anh luôn. Chỗ này là gì? Melting. Chỗ này là gì? Boiling. Sôi là boiling hoặc là evaporation. Ok. Nếu một quá trình mà nó đang ở đá như thế này, nó chạy trực tiếp lên hơi luôn thì gọi là gì? Sublimation, hay còn gọi tiếng Việt là thăng hoa, là quá trình thăng hoa. Nếu ở hơi mà nó chạy luôn về đá thì gọi là gì?
Quá trình này gọi tiếng Anh là deposition. Tiếng Việt dịch nôm na là ngưng kết chẳng hạn, tôi không biết dịch sao hết. Nhưng mà tóm lại tiếng Anh nó là deposition, tức là quá trình chuyển từ hơi ngược trở lại đá luôn, trực tiếp không qua lỏng. Ok, nắm chỗ này chưa? Rồi đúng không? Cái này là ôn lại đó nha, bây giờ mới vô lạnh đồng. Ok. Trục này thể hiện là nhiệt độ. Trục này thể hiện là thời gian. Bắt đầu quá trình lạnh đông từ 5 độ C chẳng hạn, tức là đã lạnh thường xuống rồi. Ở đây giả dụ như trừ 20 độ C. Đầu tiên là mình vẽ đường lạnh đông cho nước tinh khiết. Khi hạ nhiệt độ xuống đến mấy độ thì nó bắt đầu lạnh đông? Mấy độ? Ở 0 độ C là nước lỏng sẽ lạnh đông thành nước đá. Nhưng mà thông thường mình phải hạ xuống dưới 0 độ C chút xíu thì nó mới khởi động lên quá trình lạnh đông, quá trình kết tinh. Sau đó nó kết tinh nó chạy ngược trở lên. Nó giữ ở 0 độ C như vậy. Trong quá trình lạnh đông nước tinh khiết thì điểm lạnh đông luôn luôn là mấy độ C? 0 độ C. Được chưa? Đến khi nào nước đã kết tinh hết rồi, hay là lượng nước có thể kết tinh, có thể lạnh đông đã lạnh đông hết rồi, thì lúc đó nhiệt độ mới làm sao? Mới giảm xuống tiệm cận nhiệt độ của thiết bị, âm 20 độ C. Đường này là đường lạnh đông chậm của nước tinh khiết. Điểm này là điểm A. Điểm chỗ này viết là B, là C. Điểm mà nó phải thấp hơn điểm lạnh đông chút xíu, người ta ký hiệu là S. S này gọi là supercooling, là độ quá lạnh. Nó phải xuống dưới nhiệt độ lạnh đông tí thì nó mới kích thích quá trình lạnh đông xảy ra. Mình sẽ giải thích thêm cái chỗ supercooling này chút xíu nữa sẽ đến nha. Tại điểm S bắt đầu quá trình lạnh đông xảy ra. Bắt đầu quá trình lạnh đông xảy ra, khi mà lạnh đông thì giải phóng ra năng lượng hay là lấy vô năng lượng? Lạnh đông là quá trình đi ngược lại từ trên xuống, nhớ không? Cho nên nó sẽ giải phóng ra năng lượng, bắt đầu là giải phóng năng lượng làm cho nhiệt độ tăng lên tí nè. Thấy điểm S nó tăng lên lại điểm B nè. Bắt đầu tại S là quá trình lạnh đông xảy ra, mà lạnh đông là sẽ giải phóng ra năng lượng làm cho nhiệt độ tăng lên, cho nên S nó tăng lên thành điểm điểm B. Được chưa? Nó không lên nữa tại vì nhiệt độ tủ đông là thấp mà. Nó giữ như vậy sẽ cuối cùng xảy ra quá trình lạnh đông. Bây giờ mình làm lạnh đông thực phẩm. Điểm lạnh đông của thực phẩm nhỏ hơn của nước hay là lớn hơn của nước? Nhỏ hơn vì thực phẩm nó bắt không chỉ có nước mà có chất hòa tan là chất ưa nước, giữ nước lại làm cho nước khó lạnh đông. Khó lạnh đông có nghĩa là điểm lạnh đông sao? Hạ xuống. Như vậy khi làm lạnh đông thực phẩm thì mình phải xuống dưới tí nữa nó mới bắt đầu xảy ra. Nhưng mà khi xảy ra rồi, bắt đầu nó tăng lên lại điểm lạnh đông của nó. Trong quá trình lạnh đông, điểm lạnh đông nó không có hằng số nữa mà nó sẽ giảm dần. Đến đây, ngay tại điểm này, sau đó nhiệt độ hạ xuống. Đây là lạnh đông chậm, không phải là nước tinh khiết mà là thực phẩm. Có một câu hỏi đặt ra, câu số 1 là điểm lạnh đông của thực phẩm và nước cái nào thấp hơn, là em trả lời rồi đúng không? Tại sao em trả lời rồi? Câu hỏi số 2, điểm lạnh đông của thực phẩm bây giờ nó không phải là hằng số, mà trong quá trình lạnh đông thì điểm lạnh đông của thực phẩm giảm dần hay tăng dần? Giảm dần. Câu hỏi là tại sao như vậy? Tại sao? Điểm lạnh đông người ta viết tắt là TF. T là nhiệt độ, F là freezing. Tại sao điểm lạnh đông của thực phẩm giảm dần trong quá trình lạnh đông? Em nào nói tôi nghe, thích tôi nghe coi. Ok. Mỗi lần nói đến điểm là nhắc đến nỗi niềm. Mà mấy em không có nỗi niềm có nghĩa là mấy em là thuộc Mackinac. Thuộc Mackinac là mặc kệ nó, không quan tâm, thấp cao gì đâu quan tâm. Bố mẹ vẫn gửi tiền đều đều đúng không? Mình vẫn học, mình vẫn sống hàng ngày. Bố mẹ lo chứ em đâu có lo đâu. Ok, rồi, tại sao chỗ này quay lại nha? Tại sao điểm lạnh đông của thực phẩm bây giờ nó không là hằng số? Thực phẩm có phải là dung môi tinh khiết không? Không. Ban đầu nè, khi mà nước lỏng nó chuyển thành nước đá
thì có nghĩa là lượng nước lỏng càng ngày càng giảm. Nước lỏng tinh khiết kết tinh trước, mà nước kết tinh như vậy thì lượng nước lỏng càng ngày càng giảm, có nghĩa là hàm lượng của chất hòa tan càng ngày càng tăng lên ở trong cái phần lỏng. Hàm lượng chất hòa tan tăng lên thì có nghĩa là điểm lạnh đông còn lại của cái phần lỏng càng ngày càng giảm xuống. Rồi, hiểu rồi gì? À, chiều nay em đi ra siêu thị em mua một cái gói gọi là đồ về, đồ sẵn để về nấu lẩu. Thì trong này nó có tôm, có cá, có rau. Người ta để trong cái tủ lạnh đông, mọi thứ đều đông hết. Chỉ có ở bên này nó có một cái gói sốt, có nước để nấu nước dùng á, là nó không đông mà nó mềm mềm. Búp nó vẫn không có đông, trong khi thằng này là đông hết nè, thằng này không đông. Cái mà em mới sợ, mới nói ù vậy con, cái này chắc nó làm có vấn đề gì rồi, để trong tủ đông mà nó không đông, trong khi các thứ khác đều đông. Em trả lời làm sao? Em trả lời chắc vậy đó mà, cái công ty này làm dở, cái gói này nó chắc nó gì, nó bỏ cái gì cho nên nó không đông. Tại sao nó không đông? Cái gói này là có nói nước dùng cô đặc, nó có khá là nhiều gì? Muối, khá là nhiều gì? Đường, rồi chất điều chỉnh độ chua, acid citric này kia. Rất là nhiều thứ, tức là rất là nhiều chất hòa tan. Mà hàm lượng chất hòa tan cao thì có nghĩa là điểm lạnh đông nó sao? Thấp. Cái điểm lạnh đông nó còn nhỏ hơn cái nhiệt độ của cái tủ đông mà, cho nên nó đâu đông. À, chứ không phải nó hư đâu nha. Bữa sau dẫn người yêu đi mua đồ mừng sinh nhật người yêu, chắc cái này nó là sao, nó hư đó em, cái này nó làm dở thôi đừng mua. Cuối cùng qua công ty nào cái gói này nó cũng không có đông hết. Bí thế đúng không? Nên mà phải hiểu lý do thì sao vậy. Ok, rồi. Quay lại, tiếp tục câu hỏi số 3. Cái điểm C này nè, điểm C của thực phẩm. Tại điểm C của thực phẩm có phải là tất cả nước lỏng đã chuyển qua thành nước đá hết chưa? Tại điểm C có nghĩa là 100% nước lỏng đã lạnh đông rồi thì đã bắt đầu nhiệt độ mới hạ xuống, đúng hay sai? Sai. Điểm C là điểm mà nước có khả năng lạnh đông, đã lạnh đông. Cụ thể là nước tự do chẳng hạn là nó có khả năng lạnh đông. Còn như là nước liên kết chặt chẽ, nước có hoạt độ nước nhỏ, nước liên kết ấy, rất là khó lạnh đông. Rồi, bây giờ mình cũng làm lạnh đông thực phẩm mà mình làm lạnh đông nhanh. Rồi, đây là lạnh đông nhanh thực phẩm. Còn cái này thì sao? Hả? Siêu nhanh. Nè. Cái này gọi là flash freezing. Là cấp đông á, lạnh đông cực nhanh. Flash là giống như em chụp hình chớp một cái. Rất nhanh. Còn ở đây là bên này là nhanh thôi. Trường hợp này mình dịch nôm ra tiếng Việt là cấp đông. Đông cấp tốc. Ok. Câu hỏi thứ tư. Lạnh đông nhanh hay lạnh đông chậm tạo ra khối lượng đá nhiều hơn? Nhanh hay chậm? Tại sao lạnh đông chậm tạo ra nhiều đá hơn? Nhiều khối lượng đá hơn. Ok, mình đi giải thích tiếp nha. Lạnh đông là cũng giống như kết tinh vậy đó. Là một quá trình xảy ra theo hai giai đoạn. Trục này thể hiện cho tốc độ của quá trình, xảy ra theo hai quá trình. Là TMTT và LLTT. TMTT là gì? Tiếng Anh là nucleation, có nghĩa là tạo mầm tinh thể. LLTT là crystal grow, là sự lớn lên của tinh thể. Quá trình kết tinh, quá trình lạnh đông cũng là quá trình kết tinh, xảy ra theo hai giai đoạn, tạo mầm tinh thể và lớn lên của tinh thể. Tạo mầm tinh thể là gì? Tạo ra những tinh thể rất nhỏ, li ti thế này gọi là tạo mầm tinh thể. Lớn lên của tinh thể là nước lỏng, nó sẽ tiếp tục kết tinh lên cái mầm này, làm cho nó làm sao? Lớn dần lên. À, là lớn lên của tinh thể là cái này. Còn tạo mầm tinh thể. Hai cái đường này nó thể hiện tốc độ nó biến đổi như vậy dựa theo trục hoành là supercooling. Supercooling là gì vậy? Nãy dịch rồi. Độ quá lạnh. Độ quá lạnh, nôm na nó là tốc độ lạnh đông.
Em làm lạnh đông nhanh thì độ quá lạnh nó sẽ lớn hay nhỏ? Lớn thì nó cứ tuột xuống, nó kéo xuống nhanh, được chưa? Khi mình làm lạnh đông chậm là độ quá lạnh nó không cao. Lạnh ở chỗ này, ví dụ là đây là lạnh đông chậm, lạnh đông chậm, còn bên này là lạnh đông nhanh. Lạnh đông nhanh ở đây có độ quá lạnh lớn hơn nè. Như vậy hai cái này nó khác nhau thế nào giữa lạnh đông chậm và lạnh đông nhanh? Chỗ này là lạnh đông nhanh, ở này là sao? Lạnh đông chậm. Lạnh đông nhanh và lạnh đông chậm nó khác nhau, thế nhìn hai cái đường trên nó khác làm sao? Lạnh đông chậm thì cái nào chiếm ưu thế hơn, cái nào xảy ra nhiều hơn, mức độ cao hơn, lớn lên của tinh thể Lê Trung Thiên, đúng không? Còn lạnh đông nhanh thì cái gì chủ đạo? Tạo mầm tinh thể vượt trội. Khi mình nhìn giữa cái đồ thị thì mình thấy là cái tốc độ của đường tạo mầm tinh thể nó tăng lên rất nhanh, khi độ quá lạnh nó tăng lên nhanh hơn cái thằng lớn lên của tinh thể nhiều lắm. Cuối cùng kết quả là gì? Nếu mình làm lạnh đông chậm thì nó không tạo ra nhiều mầm, đúng không? Nó không tạo ra nhiều mầm nhưng mà nó có thời gian để tinh thể lớn lên. Cho nên cuối cùng mình có cái gì? Số tinh thể thì ít nhưng mà kích thước của tinh thể thì lớn. Rồi. Còn lạnh đông chậm là tạo mầm chiếm chủ đạo, cho nên tạo ra rất là nhiều về số lượng nhưng mà kích thước thì nhỏ. Đó, khác biệt là vậy. Chỗ này số lượng tinh thể thì nhỏ hơn nhưng mà kích thước, tức là size, thì lớn hơn rất nhiều. Ở đây số lượng tinh thể thì rất nhiều mà kích thước thì nhỏ hơn rất nhiều. Quay lại câu hỏi ở bên trên. Câu hỏi hồi nãy mình có hỏi là câu số 4, đúng không? Câu số 4, lạnh đông nhanh hay lạnh đông chậm tạo ra nhiều khối lượng đá hơn? Nhanh hay chậm? Tại sao? Chậm thì ví dụ là mình tạo ra được 3 con ếch, trong khi nhanh ví dụ mình tạo ra được 3.000 con kiến. Nếu so về số lượng thì kiến nhiều hơn, nhưng mà 3 con ếch nó có thể ăn được mấy ngàn con kiến luôn á. Có nghĩa là tính về khối lượng, khi mình làm lạnh đông chậm mình tạo ra nhiều tinh thể đá hơn. Ok. Ở đây là lý thuyết, người ta có giải thích giai đoạn AS là gì, SB là gì, BC là gì, CD là gì. Giai đoạn BC là giai đoạn lấy ra ẩn nhiệt hay nhiệt cảm biến, gọi là ẩn nhiệt, quá trình lạnh đông chuyển pha. Những giai đoạn khác là nhiệt cảm biến. Ở đây là câu hỏi số 5. Trong quá trình lạnh đông chậm một thực phẩm, này là lạnh đông chậm nha, là slow freezing of food. Lạnh đông chậm của thực phẩm thì đôi khi có một số trường hợp mình thấy tự nhiên ở điểm C nó nhảy lên điểm D, nhích lên tí rồi nó mới xuống tiếp. Cái gì xảy ra tại C? Ví dụ mình lạnh đông chậm sữa, sữa lỏng á, thì nó có xảy ra hiện tượng này. Khi lạnh đông chậm sữa lỏng thì cái phần nước á, nó sẽ lạnh đông, cho nên càng ngày cái phần nước lỏng càng ngày càng càng gì? Càng giảm. Hàm lượng đường trong sữa là đường gì? Đường lacto. Hàm lượng đường trong phần lỏng càng ngày càng tăng lên, tăng đến khi vượt quá độ bão hòa. Độ bão hòa có nghĩa là nó vượt quá độ tan tối đa, hàm lượng vật chất khô nó tăng lên quá, vượt quá luôn, thì bắt đầu xảy ra hiện tượng gì đối với đường lacto? Gì đối với xảy ra với đường lacto? KT là kết tinh. Kết tinh tức là lacto ở dạng lỏng chuyển ra thành lacto dạng gì? Dạng rắn. Quá trình kết tinh là quá trình giải phóng năng lượng hay hấp thu năng lượng? Giải phóng chứ. Mình muốn nó tan, mình mới cung cấp nhiệt vô mới gọi là hấp thu. Còn nó ngược lại, nó phải giải phóng ra năng lượng. Nó giải phóng ra năng lượng cho nên nó làm nhiệt độ tăng lên từ điểm C đến điểm D nè. Nhiệt độ nhích lên tí nè. Như vậy điểm C là gì? Điểm C người ta gọi là co-crystallization, là điểm đồng kết tinh của một vật chất nào đó khác bên cạnh nước. Nhưng mà sau đó D nó lại hạ xuống tiếp, vì nhiệt độ cái tủ đông nó thấp mà nó cứ lấy ra năng lượng, làm cho nhiệt độ thấp xuống tiếp. Có hiểu chỗ kết tinh không? Em học môn sữa chưa? Không có học luôn hả?
Ồ, mất nửa cuộc đời. Rồi. Anh phải hiểu hiện tượng chỗ này bão hòa kết tinh nè, là trong công nghiệp chế biến đường chẳng hạn, ví dụ người ta ép cây mía ra ta có cái gì? Để mà người ta ép cây mía được hiệu quả có thể người ta ép trong nước. Nước nhiều lắm. Cho khi cho không cho họ lấy đường từ trong cây mía ra họ có dịch ép. Cái dịch ép này nó rất là loãng. Làm sao để lấy đường ra? Mới học môn công nghệ chế biến rau quả chưa? Đang học ha, toàn là đang với chưa thôi, không có môn nào học rồi hết ha. Rồi. Làm sao để lấy đường ra? Người ta phải cô đặc. Cô đặc lại để cho hàm lượng đường càng ngày càng tăng lên. Tăng lên quá bão hòa thì nó xảy ra hiện tượng gì? Kết tinh. Kết tinh rồi nó ra hạt rắn rắn rắn, sau đó mới ly tâm tách ra rồi vân vân. Hay là mấy em đi dọc dọc miền Trung, người ta có làm sản xuất một cái sản phẩm gì mà hiện tượng kết tinh là chủ đạo? Muối. Người ta lấy nước biển vô cánh đồng, sau đó làm cái gì? Phơi nắng. Phơi nắng và có gió nữa. Gió ở ngoài biển là gió nó khô, tức là gió mà hơi nước nó không có nhiều, tức là ẩm tương đối của không khí nó thấp, có nghĩa là nước ở trong cái cánh đồng nước của mình nó làm sao, nó sẽ bốc hơi. Nước bốc hơi đi thì nước lỏng còn lại càng ngày càng ít, cho nên là hàm lượng muối càng ngày càng tăng. Tăng đến bão hòa, vượt quá bão hòa thì có xảy ra hiện tượng gì với muối hòa tan? Cái tình muối hòa tan trở thành muối TT là gì? Tinh thể. Em đi dọc cánh đồng muối, em thấy người ta cào muối lại một đống thiệt là cao, xung quanh là vẫn có nước. Em thắc mắc là tại sao đống muối nữa trong nước mà nó không tan ra? Giải thích giùm tôi tại sao nó không tan ra. Hả? Vì đây không phải là nước lỏng bình thường mà nước gì? Nước bão hòa với muối trong đó rồi. Cho nên cái lượng tan ra nó sẽ bằng cái lượng gì đi vô? Cái tình vô, quá trình nó cân bằng, nó tan, có thể có tan đó, nhưng mà sau rồi nó kết tinh lại vô, vì vì nước nó đã bão hòa rồi. Cho nên em lấy cái đống muối này em cho vô nước sông thì nó tan ra không? Là nó tan à. Ok, đang nói về kết tinh nha. Quay lại chỗ này, một số trường hợp lạnh đông chậm thực phẩm nếu có chất hòa tan ở trong đó có khả năng xảy ra điểm C là điểm đồng kết tinh. Mình đi tiếp phần hình thành tinh thể đá. Cái này tôi giải thích rồi. Quá trình hình thành tinh thể đá gọi là quá trình lạnh đông hay là quá trình kết tinh xảy ra theo mấy giai đoạn? Nhắc lại giùm tôi. Hai là gì và gì? Tạo mầm tinh thể và lớn lên của tinh thể. Velocity là tốc độ nè. Nucleation là tạo mầm tinh thể. Crystal growth là lớn lên của tinh thể. Supercooling là độ quá lạnh. Giải thích rồi cho nên ở đây còn lại chữ gì thì nhà tự đọc. Khi mình làm lạnh đông nhanh, fast freezing, lúc đó nó sẽ tạo ra large number of small ice crystal, tức là một số lượng rất lớn các tinh thể đá nhỏ. Nói rồi đúng không? Còn khi lạnh đông chậm thì ngược lại là sao? Số lượng thì nhỏ hơn nhưng mà kích thước thì lớn hơn. Khoảng thời gian mà thực phẩm nó từ 0 độ đến trừ 5 độ nè, cái giai đoạn này được gọi là critical zone, là giai đoạn nguy cơ hay là tới hạn. Cái chữ critical này nó có nghĩa là tới hạn, nó cũng có nghĩa là nguy cơ. Khi mà cái chữ critical có nghĩa là thường thường nó ít mang nghĩa tích cực lắm. Cái gì mình cần chú ý? Khi mà thực phẩm nó ở thời gian lâu trong cái khoảng nhiệt độ từ 0 xuống trừ 5 độ C, nó ở đó càng lâu thì lạnh đông càng chậm hay lạnh đông càng nhanh? Chậm. Khi lạnh đông chậm thì thời gian thực phẩm đi qua giai đoạn này là lâu. Ok. Ở đây mình biết thêm một khái niệm khác gọi là glass transition temperature, là nhiệt độ chuyển gương, chuyển hay hóa gì đó. Gương là kiến, có người dịch là kiến, có người dịch là gương. Khi mình làm đông nhanh thì rất nhiều tinh thể nhỏ li ti được tạo ra. Và cái trạng thái của thực phẩm lúc này người ta không gọi là ice mà người ta gọi là glass.
Ice là một mảng tinh thể lớn, cục đá. Còn glass là rất nhiều tinh thể nhỏ, hình thành tức thì. Cho nên với glass thì độ nhớt là rất lớn hay rất nhỏ? Rất lớn. Mọi thứ nó cứng lại, nhưng mà nó cứng, nhưng mà không phải nó cứng kiểu chắc, mà cứng kiểu brittle. Brittle là nó giòn như gương vậy đó. Tức là mọi thứ sẽ dừng linh động, nó bị lock lại, nó ít linh động. Khi mình làm lạnh đông nhanh, nó trở thành trạng thái gương. Sau đó mình giữ ở nhiệt độ âm liên tục, không cho nó dao động nhiệt độ lên xuống. Thì cái trạng thái như thế này, hạn sử dụng thực phẩm là rất là dài. Độ nhớt thì cao, mọi thứ giữ lại thì có nghĩa là không không có linh động. Thì lúc đó là phản ứng hóa học và enzyme nhanh hay chậm lại. Càng chậm thì mọi thứ block rồi, không có di động, không có gặp nhau để phản ứng. Ok, rồi nhiệt độ chuyển gương sẽ ra đâu đây nè, khoảng này.